đang 3 giờ chiều các bạn ạ. Anh em mượn ánh nắng mặt trời để mời các bạn trải nghiệm chén đá Thạch Anh của anh em nhà sàn Tứ Nguyên, làm ra từ những viên đá Thạch Anh tự nhiên Việt Nam, để anh em mượn ánh nắng tự nhiên xuyên qua ô cửa. Các bạn nhìn này, rất đẹp. Anh em làm bằng tay từ viên đá thô tạo ra khá tinh xảo các bạn ạ. Vừa luyện cơ vừa ăn, càng ăn càng sáng, vừa ăn vừa nạp năng lượng. Độc bản do màu sắc mỗi viên đá cấu tạo tự nhiên khác nhau. Các bạn nhìn thấy này, ánh sáng xuyên qua nó sáng rực lên. Rất nhiều được các sư thầy, các nhà chuyên gia, chủ nhà có điều kiện sử dụng chén đá Thạch Anh, vừa nạp năng lượng, vừa ăn sáng bóng. Có lẽ vật dụng để trong nhà dùng những chén đá phong thủy thì các sóng từ xấu, nạp năng lượng xấu sẽ được chén đá khử đi. Các bạn thấy phần đít này anh em đây, từng góc cạnh chén đá các bạn không sử dụng thì có thể để lại cho đời con cháu sau này, tổ tiên bảo ông cụ kỵ mình để chén đá để lại cho con cháu đời sau trường tồn, không bao giờ bị phai màu, không bao giờ bị hỏng, làm bằng tay rất tinh khiết. Đây các bạn này, anh em làm ra rất nhiều chén đá khác nhau, có nhưng mà màu sắc hoàn toàn khác nhau nhé. Anh em sẽ lấy một cái chén màu trắng này, từ đá thành trắng này các bạn này, để các bạn ra trải nghiệm thêm này. Đây này, nắng xuyên qua này, sáng bóng này. Đẹp bạn. Có một cô ở Hà Nội lấy chén của anh em về và đong mỗi để đá Thạch Anh mỗi loại trong một cái chén như thế này, 7 chén, và để trong phòng khách, nạp năng lượng cực kỳ lớn. Làm bằng thủ công, làm bằng tay, làm bằng đá tự nhiên các bạn nhìn thấy. Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm anh em nhà sàn Tứ Nguyên, anh em nhà sàn Tứ Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.